Cho nên tôi có một thằng học trò, nó suốt ngày nó ăn chơi, hát hò rồi này, đủ thứ để gái gú. Xong nó bảo thế này: thầy giúp em với làm thế nào mà em có trí tuệ như thầy nhưng mà em vẫn phải chơi theo kiểu của em. Thế là khôn số 1 thế giới luôn. Thế thì bảo không có đâu con ạ, giới nó mới sinh ra tuệ. Tất cả những người họ giỏi cái gì đó ấy, họ phải mất rất nhiều năm, họ lăn lộn trong cái đống đấy. Mà lúc họ lăn lộn trong cái đống đấy, mày nhìn mày không có biết. Ví dụ để một bác ấy đứng, bác ấy mổ được cho một bé, một bác sĩ ấy, họ phải lăn lộn trong trường y 7 năm cộng với 3 năm thực tập là 10 năm, mày có biết không? Thế mày đòi là làm sao suốt ngày đi hát karaoke mà vẫn mổ được đứa bé giỏi như cái bác sĩ đấy? Thì mày bị thần kinh rồi.